RPITSSR Lab2 Okay, chúng đã bên này rồi bay cùng ơi cho lón kia. Thế dân con đã bắt cá đứng đầu bay cái đó từ lớp file xem xem đi. Thì bạc VS Code. Thì chúng xúc copy là thích bỏ nhóm. Thì chúng bạc từ mỗi VS Code đồng bay vị trình structure đồng bộ project. Okay, nó có nâng file lý nhóm bạc cả index mối dot php Okay, nó có nâng nít nhóm bạc cả class mối student Oh, student đã person Pra person dot dot php Okay, ខ្ញុំបង្កើតក្លាសអូខេបន្តពីយើងបានហ្វាយល៍ពីរហើយយើងត្រូវការបង្កើតក្លាសនិងអប់ជិកការនិយាយពីអូភីត្រូវមានក្លាសនិងអប់ជិកអូភីគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការបំបែកបញ្ហាធំធំទៅជាបញ្ហាតូចតូចដោយប្រើប្រាស់អប់ជិកយកមកដោះស្រាយបញ្ហា Chính class cứ chỉ bông cùng rũ, rồi có chỉ template mỗi xâm ra bằng cả chia object. Hai object với miền tên stat nâng behavior. Ok, nhóm note. Ok, OP, dân dây mắt cứ main class and object. Class and object. Chúng ta không class vì miền tiếng vì hạ data member ở miền property ở miền main source kể chứng object vì miền tiếng kể chúng ta smell miền tiếng stat and behavior kể chứng ở bài dưới bàn thả Wisma đến property mới nhé Rồi có chìa field Cao vui nha các bạn đây มีโปรแกรมมีมาชินประมาณ
miền phần lớn phần lớn phần tây na nãy cứ chỉ nè phần non lên cả na tỏi phan lên chứng ở vậy tớ cứ chỉ behavior cứ chỉ nè phần non scam phim vì ai đang scam phim tỏi class vì cứ chia behavior rồi chia method method function behavior how mùi nè các bạn ta bỏ nó không class phía chân thì how we chỉ mang sốt ok chẳng biết chỉ nè cầm nót sạc mà phiếp ok lan mình dựng ai đi mang class cho tôi sạc mà phiếp bỏ lan lan dựng ai ok bạc bàn không là bươn bỏ mang cái lô mát không bỏ mau ok prang bỏ viê còn machine ở đây cứ chia behavior lớp trong bàn bằng hai vì class object nâng man sort mua chụp nguồn lớp dưới mọi an award thế nhưng bà cả class nằm bay bà cả class cứ dân trao bà keyword class okay, class dân cầm nót class name dân thập person okay, anh ấy cứ chia được biết người ta bằng cả class okay, nó trong class cứ miền data member okay, data member cứ miền tròn okay, nhóm browse chỉ mua access modifier chỉ public okay, nhóm cầm nót property ឈ្មោះថា name ok public gender public database ok public មាន class ok យើងកំណត់តែ3ហ្នឹងអនុក្នុង property ខ្ញុំក៏អាចផ្ដល់តម្លៃដល់ store បានដែរគឺខ្ញុំប្រើសញ្ញា square មកខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃឲ្យប៉ុន្តែបន្តតែយើង access មានបង្កើត object ចេញទៅវាសិនទៅអាចបង្ហាញលទ្ធផលមកបានតែបកការ object យើងហៅបកការ object name ថា person ស្មើនឹង new keyword ok person គឺ class name អត់ខ្ញុំបាន object ហើយខ្ញុំធ្វើការ assign តម្លៃឲ្យពេលខ្ញុំ echo person name ok ខ្ញុំតឲ្យចន្ទរាវិញចង់ផ្ដល់ឲ្យ gender ខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីអាចផ្ដល់ឲ្យបានទៀតโอเคខ្ញុំមក call person gender ខ្ញុំកំណត់ឲ្យ male โอเค echo okay 2005ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យទាំង3 property ហើយហើយខ្ញុំបង្ហាញលទ្ធផលគេដោយប្រើប្រាស់ function echo ដើម្បី declare data ហ្នឹងមកចូលនៅលើ browser គេខ្ញុំ call មកប្រើនៅក្នុង index អត់ទាន់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដើរអាច call មកប្រើប្រាស់
Okay, you mark PHP include. Okay, call index of person dot PHP. Okay, mean that ha nhóm vô file lưng vô mà prao được trong index. Okay, then check my last power here. Gender mail, I catch them from that record. Okay, you jump back out, Jenny, you back out, Jimmy, so it's more. I can call property and on your brand from Mansot, which I am call Mansot, you're the brow wing. Okay, how Mansot? We got function behavior. Action back out, we are now proper public function. And it could just in that function. Same one file up. Here, that's a get person. Action return them like game not a person. Okay, just person. Action the gap job. Not good snap job. We have this name. Somebody chat have a ball with nung class. Can you mean space? Gave job gender. High job space. Job nung. What's that? Đấy chứ anh lúc bị khó để lúc bị khó nằm bay call function man in trâu hào object name object mùi ná object object dẫn chung ấy bán chung ấy. The object name ở dưới. Okay, person. How function? Function mà dưới cứ get person. Okay. Nói trong này return đồng bài ở vị trí là call nhưng trâu tái và echo. Thì mình đang thay dân call person. Call person nè. Thì nhắc dân call mà. Và dân trong màn và hai mà đoàn tiết dân call person mà đoàn tiết. Solution.
ហើយតើវៃបានជាយើងប្រើប្រាស់វៃយូសអេក្សប្រូសិនហើយយើងត្រូវស្គាល់3មុនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អវៃមួយដូចជាអូភីឬក៏ប្រើប្រាស់អេក្សប្រូសិនអ៊ីនហេរិតថេនយើងត្រូវស្គាល់3ចំណុចគឺទី1វ៉ាត់ទី2ហើយទី3ហៅ Encapsulation គឺជាការហៃឌីងការលក្ខណៈទិន្នន័យនៅពេលដែលយើងលក្ខគឺអត់ឲ្យគេឃើញនៅការអនុវត្តកូដរបស់យើងទេអូខេអ្វីទៅគឺជាEncapsulationគឺជាការរំពាត់ឬក៏Workshop កូដនៅក្នុងកញ្ចក់មួយហើយរំពាត់នឹងអ្វីខ្លះរំពាត់ដូចជា property និង method why use encapsulation គឺដើម្បី improve code and improve code and data security. Okay. All property are private. ອັນນີ້ property ນັ້ນຍັງຖືກປດໄປພອບເລີຍມາປາຍເວດຕ່າງອໍອາການນາຍັງກໍາຫນົດປາຍເວດຄືຍັງອາດຈະໃຊ້ບານແຕ່ໃນຂ້າງຄາສຄູນໃດເດອັນອາດຄອນລອງຕາມຄາສອັນນີ້ຄອນກັບຄາສນັ້ນຍັງເລີຍຍັງອາດຍັງຕົກຕົກຕົກມາຊິມຄີພອບເລີຍຊັດໂອເຄທີ 2 ຍັງຖືກມີ getter and setter method
data member and when sort sudo init for getter and setter. Okay. Đồng bay ai là what nhưng từ thua tam bỏ dừng nhưng từ lạc nó property lúc từ chia private thì nhắm xong comment cái comment được đó thì những bắt đầu từ chia private chúng tôi tập private thầy và tôi mất tiết chúng tôi bật cát men sốt gạt thơ và sạch thơ thầy nhằm bật cát men sốt sạch thơ thầy nhằm bật cát thầy public function set name thầy nhằm tăng và bộ vì chúng ta mẹ thơ chúng ta ném và chúng call this ném mà đừng ném tiếp nhóm tôi coi và cài trên đó nâng bớt đẹp ok nhóm record và ngồi tiếp ok miền thì public function set gender cái dựng bật parameter mỗi cái gender dựng how to create this cái gender mà được gender cái dựng bật public function set
first that the return no return to long this first that smart nung เบิร์สเบิร์สแดดจะยังประนับไหมเนี่ยไม่ถ้าฟังก์ชันนั้นสำหรับรอดำไล่แต่เอาปรอบที่นอกทางเลือกโอเครู้ใช้ยังประกาศแมนโซดใบเทียบสำหรับแกดมาดองโอเคแกดแมนโซดพับลิกฟังก์ชันแกด Return this name. ແລະយើងយកចេញពី public function get gender return this gender public function get first okay first that return the can this first that ហើយមានមែនសូនទាំងអស់6 get 3 សិត 3 ឥឡូវខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតដើម្បីខលមានថាបង្កើតហ្វង់ក្ឆនមួយទៀតដើម្បីខលអាមែនសូនទាំង3នេះយកមកប្រើនៅក្នុងហ្វង់ក្ឆនមួយគឺយើងកំណត់ public function get all person okay num return okay get all person okay បន្តមកយើងភ្ជាប់ this get name យើង how method យកមកប្រើនៅក្នុង function នេះវិញ okay ជាវាង យើងខលច រើន សា okay ខ្ញុំ ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង okay this get gender this get first that okay so me column number by job statement Okay,
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវការអប់ជិកមួយនៅគ្នាខ្ញុំបង្កើតអូសិនគេស្មើនឹងនូអូសិនគឺបានអប់ជិកភើមួយគេដាក់ដូចគ្នាអូសិនហើយងាយស្រួលដើម្បីផ្ដល់តម្លៃឲ្យគឺយើងប្រើតាមរយៈមេថឺដវិញ ແລະຍັງຫາອອບເຈກເພີຊັນເຊັດນາມຕາມຍັງແມ່ນຊໍດາເອົາແມ່ນຊໍດາປອບທີ່ປອບເດີ້ຕ້ອງຫາແມ່ນຊໍດາຍັງຫາບໍ່ຈອມແນ່ນີ້ເຮັດແຄ່ຊິແມ່ນຊໍດາຕ້ອງຍັງຊັດຫນໍາຫຼາຍຫາຍຍັງດາໂອເຄເກປົກລະໃບ Set gender đặt female rồi. Ok person. Ok set birthday. Khăng mốc nó cứ chỉ object tầm ở. Nè, object là bỏ khá. Thì yên cần đặt ai. Xuân muối. Okay, how person get all person. Anh ấy echo muối. Để mình thấy dân cầm nọt đồng lại ói hai dân get get person nâng vô mở bằng hai. Get get all person. Smooth paid catch and I'm gonna okay low men but then I don't assess your man but you assess time yep property not manner you can not your private I think I could I implement you got set the door to winning a person in my name from team of person let you just say they have person our name you cannot man that yeah how the morning man that make with that error by the name chia private chương làm bay ok ai cho xem bán cái chương para sự buổi nên mansod sector mansod đấy thế ta chương an award anh ấy xem ra pop ship menu mà nè chương miền menu mà nè tiếp chương trong màn property đôi clear chương property nó không nó cứ miền buồn nhưng trong sẽ làm lại tại ấy ném gender nâng burst dead đồng bay đó là ai mình luôn mình nè ok dùng một cái object mùi tiết person chúng ta person mùi smart and new person và nó phê đây nhóm call một tiêu thay nhóm call là person person mùi hay nhóm get all person ta là tập hợp nhóm nâng ban mà mình I'm going to get all the
ហើយបង្ហាញឈ្មោះ gender និង variable ខ្ញុំបង្កើតអប់ជីក1ចេញពី class person នៅគ្នាឬថាខ្ញុំ call gender person គឺអត់ error ទេវាចេញមិនខេវាចេញថាអាកន្លែងនេះគឺទទេអាឡែងនាមហើយ gender និង variable គឺទទេ Thế mình chỉnh get all person, bằng tay chúng ta toàn mang sắp tầm lại ấy, vì mình miễn tầm lại được bằng hai. Thế mình chỉnh ta so nó kháng, hàng không ấy thì. Mình chỉnh ta so nè. ថាបើយើងសម្រាប់កំណត់តែ object person 1ទេហើយយើងបង្កើត object 1ទៀត person 1យើងខលមិនសូលមកប៉ុន្តែយកតនបានតតម្លៃឲ្យវាមកហើយយើងខលមកប្រើវាមិនមានលទ្ធផលឲ្យយើងចឹងដើម្បីឲ្យចេញជាលទ្ធផលយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀត How object person 1 yeah. Name okay, chan dara ani ban ban dam lai គឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ជួយផ្សេងផ្សេងគ្នាពោលមែនតើហើយខុសៗគ្នាហើយអ្វីដែលត្រូវហើយបំពេញដូចគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែង property នេះប្រតិដែលយើងកំណត់ឲ្យគាត់បញ្ចូលហ្នឹងមាន 3ដូចគ្នាទាំងអស់ទោះបីយើងបង្កើត object ហ្នឹងពីរដងឬក៏ 10 ដងក៏ដោយក៏ ត្រូវតែបញ្ចូលពោលមែនហ្នឹង 3 ដូចគ្នាដែរ ប៉ុន្តែយើងបង្កើតមែនសូតសេតធើហើយនិងហ្គេតធើហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចូលបានតាមរយៈមែនសូតវិញគេយើងត្រូវផ្សិតទៀតផើសិនគេផើសិន1សិនជេនដឺខ្ញុំឲ្យគាត់ម៉ែល គេផើសិន1 set birth ខ្ញុំដាក់ 2002 ខ្ញុំ set ឲ្យ 2002 ឃើញលទ្ធផលយើង 2 ផ្សេងគ្នាអត់ផ្សេងគ្នា
Okay, lấy dân sắc xa inheritance. Chúng ta mới okay, inheritance. Lọc lướt inheritance. Ok, ở bây tắc. ខ្មែរគឺដល់មរតកដូចឪពុកម្ដាយម្នាក់គាត់អាចផ្ដល់មរតកទៅឲ្យកូនរបស់គាត់គេតាយាយគាត់អាចផ្ដល់មរតកឲ្យកូនរបស់គាត់ឬតែចៅរបស់គាត់បានដែរអាស្រ័យទៅគាត់ចង់ឲ្យផ្ដល់ចង់ដល់នរណាគេយ៉ាងណាគេគាត់ដែរអូខេអ្វីដែលជា inheritance inheritance ការផ្ដល់មរតកនេះផ្ដល់មរតកមិនអីហ្នឹងគេមានន័យថាគឺក្លាស់មួយគាត់អាចផ្ដល់ទាំង data member និង main source ទៅឲ្យក្លាស់មួយទៀតដើម្បីអាច access property របស់ក្លាស់អូខេអញ្ចឹងអត្ថន័យវាគឺ new class can access property យើងដាក់ថា data member and main source of another class okay គឺជាគ្លាស់មួយដែលថាដល់ដាតាមេមប័រឲ្យម៉ាក់សូតដែលមានដល់ក្លាស់មួយហ្នឹងឲ្យតាមមួយទៀតអាចអាសេសបានណានេះបើជាការផ្ដល់មរតកមិនចិត្តគឺឪពុកម្ដាយគាត់អាចផ្ដល់មរតកទៅឲ្យកូនរបស់គាត់កូនទី1កូនទី2ទៅអាស្រ័យទៅលើការផ្ដល់ឲ្យរបស់គាត់ ហើយបានយើងចាំមិនប្រើ inheritance ហ្នឹងមានថាក្លាស់មួយគាត់អាចផ្ដល់ data member ហើយ main source ទៅឲ្យក្លាស់មួយផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងគឺដោយសារតែធ្វើឲ្យ improve code reuse symbol lithi okay improve code reuse symbolity we have ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ដែល វា ធ្វើ ឲ្យ code របស់ យើង កាន់តែ ច្រើន ឡើង ធ្វើ ឲ្យ code របស់ យើង អាច
implement một việc cứ nó nè pra dân trâu pra chủ mùi nâng keyword keyword ấy bắt cha mắn cha mắn pra extend extend go nóng này dân pra inheritance nâng nơi xa ta code của dân ai pra pra lần quên bán hai khá mùi ai đo là ta member nâng bán sốt ta oi khá mùi tiết bán ở trong miền class person và tha person ở trong chọn bậc ca class mối tiết để bắt đầu tại ơi thì nhập bậc ca mối tiết tha employee xem for chân nhất employee thì đặt php trong bậc sinh học trong art bậc ca class 1 hay inheritance trên bị class 1 tiết tế và chúng trong màn employee employee cứ biết thật là nâng person dân thường bật thêm được chữ employee thường miền ở cái sở đi ở miền này class employees vì anh men cả bậc bậc mong tam địa bậc hai tam địa mong thì vấn đề này dân cũng nói ta sở đi fix sở đi tôi dân thử miền chmua đồ bó này át thật chmua đồ bó employee thì date of birth gender vấn đề vì miền được nâng person hay sai chơi dân còn để call thì pra extend trên phí person mắc ba này okay, nhóm bậc ca class mùi tiết okay, môn p để dân ai pra person man cứ nhóm trâu tài include okay, include one chỉ mùi nâng file student dot student person dot php okay, mình đây thay nhóm ai pra chỉ mùi nâng và class để miễn được nâng file person 3 này ok ở trong một cái class mới tiết nhóm đã thả employee okay. Ở trong bàn employee bây ai inheritance mang như pra keyword extend okay, extend person ខ្ញុំអត់ទាន់បន្ថែមអីនៅក្នុង employee ទេខ្ញុំទៅកាន់ ok មានន័យខ្ញុំទៅកាន់ index ok តាមពិតអានេះគឺយើងត្រូវកាត់ person នៅក្នុងនេះទេយើងអាចខាត់អានេះមកខាត់អា person ហ្នឹងខាត់អាបង្កើត object ហ្នឹងណាយកមកដាក់នៅក្នុង employee ដាក់នៅក្នុង file index វាដាក់ក្នុង index វានៅដំណើរការធម្មតាអត់បញ្ហាទេឃើញអត់អញ្ចឹងយើងបង្កើត object ហ្នឹងយើងយកមកប្រើនៅក្នុង index អានេះខ្ញុំ comment វិញខ្លាញ់ index នេះខ្ញុំទៅ call include
one employee command employee yeah employee class that mean s te okay you call employee មក then នៅក្នុង employee គឺមានតែនេះគឺមានតែ class employee ដែល inheritance ចេញពី person person classអានេះមែន file គឺជា class អសរ p ធំហ្នឹងតោះតែយើងត្រូវការ include file person សិនទើបយើងអាចប្រើប្រាស់ okay person class បានយើងចូលមកកាន់ index វិញហើយខ្ញុំបង្កើត object របស់ employee ម្ដង okay បង្កើត object ខ្ញុំបង្កើតមិនខ្មិច okayខ្ញុំដាក់ថា EMP ស្មើនឹង new employee ពេលខ្ញុំបាន object employee គេអត់ error ណាមានថាត្រឹមត្រូវគេខ្ញុំបាន object employee ទៅមកទៀតខ្ញុំអាច set កាន់ property property របស់ person បានតាមរយៈខ្ញុំបានបំផុតអង្គគេនឹង set set name set okay set gender date of birth គេយើងហៅ EMP នេះគេវាចេញឲ្យយើងអត់នេះឃើញយើងអាចប្រើ method ទឹកណែបានណាបើយើងអត់ inherit ទេយើង callcall method set name អត់បានទេឥឡូវខ្ញុំបិទខ្ញុំប្រើតែ employee អត់បាន inheritance ចេញពី person ទេគឺយើងមកកាន់ index វិញវានឹង error ទេវាអត់ call method set name ទេអានេះគុណសម្បត្តិរបស់ inheritance គឺយើងអាចបាទយើងអាចប្រើប្រាស់ code របស់យើងឡើងវិញបានគេខ្ញុំបើកមកវិញឃើញយើងអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានអត់ឡើយហ្នឹងយើងបង្កើតបន្តិចមកអូខេ person វាគឺជា parent class parent class ឬក៏back class okay employee employee គឺជា hal class ឬក៏ derive class ហ្នឹងដែរក៏យើងអាចមាន property ច្រើនទៀតនេះ class ហ្នឹងមាន property មាន method
Okay. Ở nó trong này nhóm miền private mùi tiết. Nhóm đã salary. Okay. Mẹ tha ở nhóm trong cầm nót chú mùi hay cứ nhóm vô salary. Salary bỏ qua đắng bỏ cho đòi employee. Khi bỏ cát mẹn sốt sắp thơ public function such salary. Okay, this salary smart and salary. Okay, then getter method public function get salary return this salary. Okay, nâng nâng class ni mùi ni mùi vì anh mình contractor. Contractor thông đá chú vô viết đôi từ nâng class chú đôi kia. Hồi vì anh mình return đồng lại tì. Contractor anh mình parameter ngọt parameter. Vì nâng card láng nó phê là dương bằng card object trên phí class. Còn đây nó không PHP đi đồng bây bởi các contractor dựa ra sử nhà underscore phí đo ngay contract để public function contract cứ mà đăng ca bằng các contractor thì chắc ngay return đồng lại default là ôi ở salary nhâm cầm nót ha tôn mấy thà bởi dương ngọt bán đồng lại ໄປຫນ້າໄດ້ເຈົ້າປະກາດອັບຈິກຈິງປີ employee ແຕ່ປີ employee ໃນក្នុង dân ở kho lấy anh ấy nhưng mà sai nhòi xả rí cứ mà xôn. Ok mình đã salary. Oh, bạn property dân tên áp bạn nó không đi. Phải private. Đó là salary. Kể chức bạn salary. Ủa, nó đi ta. Dân đi. Đạt nơi thằng lứa. Ok. Ở lấy chức bạn này, dân chọn sắp salary đã hỏi, dân cho một cán. Okay. Dân cho một cán. File index mình nhưng háo EMP okay, set salary okay, nhưng set salary ai ấy là pi rồi thì nhưng mà nó lại pi rồi nhưng trong và hai là tập hoa nó lại nick của bạn này Pi rồi. Thì mình sẽ đi Pi rồi. Lấy nó return. Đi xa đi. Thì return ao xa đi. Nếu bỏ IP rồi. Oh, sát ta toàn ghét hơn. Còn là sát ta những echo mà chính. Thế toàn này là call. Đó là EMP. Get. Sorry. Ok.
bây giờ call get sari hay echo echo ok này trên trên mà 200 mẹ thay dân sắt sari đại miên được nâng employee tạm giá property nâng thì dân bỏ tạo mansion sắt hay get xong lạp get your sari quỳnh ok này dân sắt ai